Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Nhật Audio. Hôm nay ngày thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022. Và Nhật vừa mới về bộ đô những dòng sản phẩm âm đi karaoke với một mức giá phải nói là cực kỳ rẻ để phục vụ cho tất cả anh em. Lô âm đi karaoke này nó rất là đa dạng, nhưng mà bao gồm những dòng âm đi đến từ thương hiệu là của Dam và của Victor anh em. Đây là những mẫu âm đi karaoke mà mình đánh giá về độ vang nhài phải nói là cực kỳ là tốt và phù hợp với thị yếu của người Việt Nam. Đây mời anh em cùng xem qua những dòng sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm rẻ nhất ngày hôm nay là âm đi Victor. Tên model là AX-K5. Đây anh em thấy dòng này và nó có thiết kế rất là đẹp bắt mắt. Và đặc biệt thì cái này anh em thấy là những dòng mà hôm nay Nhật mang đến cho anh em. Khung chữ nó in hoàn toàn bằng tiếng Nhật cho anh em. Đây là những dòng sản phẩm mà nội địa Nhật. Và những dòng này phải nói là khá là hiếm hàng nha mà. Từ đầu năm giờ thì mình mới về thêm được lô những dòng sản phẩm này. Trước đó thì nó về rất ít anh em à. Lúc đó thì có rất là nhiều anh em hỏi thì thật là tiếc là lúc đó mình đã bán cháy hàng anh em. Và bây giờ mình tiếp tục về. Nếu mà anh em nào mà muốn mua thì anh em phải nhanh tay mà liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo của Nhật đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây, bên dưới là cục đẩy mà đến từ thương hiệu của Dam A6000. Những dòng sản phẩm âm đi karaoke của Dam thì phải nói là rất là nổi tiếng anh em à. Được rất nhiều anh em ưa chuộng vì độ vang nhạc đó mà nghe phải nói là rất là tốt anh em. Còn đây là dòng cao cấp nhất là dòng Dam A9000, dòng sản phẩm mà Mai Nhật mang đến cho anh em. Con này thì anh em thấy là đèn đóm với những dòng âm đi karaoke của Nhật lên và nó là rất đẹp anh em. Đây mời anh em cùng xem qua và nội thất của con Dam A9000 này. Đây là những con hàng mình tuyển lựa về nên hình thức của những con này nó là rất mới, rất là đẹp tương tương anh em. Và nội thất ở bên trong thì phải nói là siêu đẹp luôn. Đây còn quá mới anh em ạ. Em thấy tăng phô nó vẫn còn vàng óng ánh anh em. Dòng mà dòng khủng cấu hình nó cũng rất là tốt nha mà. Con này nó sẽ chạy tổng cộng là 8 con sò hang anh em. Đây và Nhật xin phép được báo giá luôn cho anh em. Âm đi karaoke của Victor, con này thì sẽ có giá là 2.800.000 đồng. Còn con Dam A6000 thì sẽ có giá là 3.400.000 đồng. Và cuối cùng là âm đi karaoke Dam A9000 này thì sẽ có giá là 3.900.000 đồng. Đây, bạn em muốn mua anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo của Nhật nha anh em. Đây, mình sẽ quay về thông số kỹ thuật mặt sau của những dòng sản phẩm này. Đây là tem của con Dam A9000 nha anh em. Cái này thì được sản xuất bởi Yamaha Corporation, điện 100V và công suất là 200W. Nhìn công suất này thì anh em có thể nghĩ là nó yếu, nhưng mà những dòng karaoke thì nó quách đỡ âm thanh mạnh hơn rất là nhiều so với những dòng sản phẩm âm ly bình thường anh em. Nên cùng công suất so với những dòng sản phẩm âm ly thì những con karaoke nó đánh mạnh hơn gấp 2 lần anh em. Con này thì nó cái cổng mới làm pre, làm main đầy đủ nha anh em. Đây, đầu bên dưới là con của Victor đây mà. Con này là hàng mà chuẩn với Easypen luôn. Điện 100V và công suất là 105W. Có cái cổng mới làm pre, làm main đầy đủ nha anh em. Con này anh em mà thích trang bị nó thêm một đẩy để làm pre hay là chơi thêm một cái mic vang để làm main thì cũng rất là tốt nha mà. Nói chung nó sẽ có nhiều sự lựa chọn dành cho tất cả anh em. Còn bên dưới là âm đi Dam A6000. Con này điện 100V, công suất là 150W. Đây, con này thì anh em sẽ thấy là nó sẽ chơi được hệ thống là 8 cặp loa. Nghĩa là anh em chơi cùng một lúc 2 cặp loa cũng rất ok nha anh em. Đây, và cuối cùng mà dòng sản phẩm mà Nhật mang đến cho anh em là một cặp loa đến từ thương hiệu là của Sansui nha anh em. Đây là một cặp loa cổ nhưng mà chất âm và nó rất là hay và được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Giá và nói là siêu rẻ luôn anh em à. Anh em mà
nghe trong phòng khách nhỏ và phòng ngủ mà nghe riu riu rất là thích tai nha anh em. Cấu hình con này thì nó được trang bị ra đầy đủ là 3 đường tiếng nha anh em. Một loa bass 22, một loa mid và một loa jack nha anh em. Đây, tem với dòng sản phẩm này nha anh em. Vẫn còn vàng óng ánh đẹp tương tươm anh em à. Đây là dòng sản phẩm mà nghe nhạc và nó là cực kỳ là nổi tiếng của Sansui. Đây, cái này có thiết kế thùng gỗ cực kỳ chắc chắn nha anh em. Đây mình quay tem với dòng sản phẩm này cho anh em cùng xem. Đây, SE710. Con này sở kháng 6 ohm, công suất là 120W. Đây là một công suất của nó là rất là tốt nha mà. Anh em chơi trong không gian nhà tầm 20 hoặc 30 mét vuông đổi lại thì con này chơi ra chất âm cũng rất là tốt anh em à. Đây và giá con này thì được để lại cho anh em cũng rất là tốt luôn, chỉ với 2.700.000 đồng thôi anh em. Đây một cặp loa rất là cực chất của Sansui. Đây được xin phép được báo giá lại luôn cho anh em. Con Dam A6000 giá là 3.400.000. Con Victor thì sẽ có giá là 2.800.000. Và cuối cùng con A9000 này sẽ có giá là 3.900.000 anh em. Đây, và anh em muốn mua anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật nha anh em. Rồi ok, xin chào tất cả anh em nha. Và tất cả anh em vào những video sau.